Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh B Audio Sài Gòn. Hôm nay B sẽ test nhạc cho quý vị cùng nghe Wonder Loa rất là nổi tiếng của Revealer với model L40 nha quý vị. Một cây loa thùng gỗ lạc còn rất là đẹp. Quý vị thấy tem lưới còn đầy đủ nha. Quý quay xong tem lưới xong rồi, B sẽ tháo loa lưới ra để quý vị nhìn bên trong loa ha. Bây giờ tháo lưới ra nè. Cái con L40 nè quý vị, nó có độ dày là 88 dB. Công suất của nó dao động từ 55 đến 150W trên một thùng. Trở tháo của nó là 8 ôm nha. Đây nó có một loa bass 25 và một loa treble. Và nó có phía trước quý vị thấy cái tròn tròn nó cái căn chỉnh để cao nữa nè. Đây. Thùng với thùng gỗ lạc nha. Thùng còn rất là đẹp nha quý vị. Nè. Thùng rất là nặng luôn. Kỳ nặng, gỗ thông hơi nó nằm ở bên góc đây. Găng của nó là găng bút này đã mục rồi. Và nói chung là đã thay găng xịn sò luôn đây quý vị. Để quay ở phía sau nè. Đây, đó, những dòng gỗ lạc mà những cái đời cũng khoảng năm bảy mấy, tám mấy của RBL quý vị thường thấy cái chốt như vậy phía sau. Đó, quý vị thấy vậy đó. Thường bị thấy là nó thiết kế phía sau. Nói chung là nhìn trạm gắn loa là rất là đơn giản. Dòng này thì Mỹ nòi nha quý vị. Mỹ nòi, nó không có phiên bản sản xuất ở nước khác, Mỹ thôi. Và hôm nay Bi sẽ test một bản nhạc và trữ tình nha quý vị. Và để bữa nào mình rảnh thì mình sẽ test một thể loại nhạc khác đi, để quý vị nghe biết là cái dòng RBL nó rất là, nhất là nó rất là dễ cái bông ly nè. Thứ hai là nó nghe cũng rất là được nhiều thể loại nhạc. Và nó để bây giờ bị đo cái kích thước của nó xem nha. Nó có chiều rộng là 38. Chiều sâu của nó là 28. Và chiều cao thì bị đo chiều cao coi. Cao cái tầm mấy 60. 58.5 nha quý vị. Và mức giá bị bán cái model L40 này là 12.500.000. 12.500.000 nha. Loa còn rất là đẹp nha. Nè, rất là đẹp luôn. Nghe rất được nhiều thể loại nhạc chứ không phải là nghe được một thể loại đâu. Ghép quý vị có thể ghép với Lossman hoặc là Denon. Ghép một lớp Victor ghép cũng được, ok luôn. Bây giờ bị tế một bản nhạc cho quý vị. Và quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký nha, để quý vị liên tục cập nhật video bên B. Đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa, hai đứa vui chưa vơi tâm sự, hôm sau anh lên đường tôi tiễn anh như bao anh hùng hiện ngang ra xa trường. Yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly, từng cơn mưa vẫn rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về.
ơi suốt năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi dẫn quê hương cho chúng mình. Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu tiếng còi đèn lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi.